Xin chào tất cả mọi người, đây mình đây. Hôm nay mình sẽ làm video giới thiệu về cây bông lau. Đây, bạn nhìn kỹ đi. Thế sao không bật sách người ta kiếm đi xem? Đi là xem bấn thì chết. Còn gặp luôn con hàng xóm nữa thì... Cây này hay mọc ở ngoài đồng các bạn ạ. Bảo cái này mà gió mà thổi to là 3 tiếng thông mà cái lông này cũng... nó sẽ bay. Rất là đẹp. Cái gì? Anh Hà nó cảm giác nó buồn, nó lâu. Thực nó ra nó buồn. Nó lâu. Ngồi cùng anh em ngồi ở cả không nói chuyện người nghe chuyện nó nhanh vui. Cảm thấy nó vui tai. Vui mắt vui tai. Thế này luôn đi cảm giác cô đơn đi. Nhà nếu mà ông đi làm xa thì có nếu mà không ai phơi lúa thì ai phơi lúa? Có bà phơi đúng mà nhưng mà về phụ bà. À bà được xuất cầm gậy đuổi đi ạ? À hôm mà đang đánh sóc đĩa xong cầm bà cầm gậy đuổi đi ạ? Đâu bà? Có gì nữa hôm mùng 4 Tết ông không. Hôm ấy tôi ra chơi đây gì nữa. Nhầm đã. Gọi, có gọi thôi chứ không đuổi. Ôi chứ gọi phải. Đấy. Lớn rồi ai đâu. Mình đang nghịch kê không ai bông lo con ạ. Chúng mày này rủ cả nhà nhà tao đi chơi đi. Đúng rồi. Sai với thợ bà thưa. Bẫy mèo hay sao ấy? À. Đấy anh em ạ. Mình lại đùa nó sang bên này ngồi với mọi người. Thác chưa? Anh em thác không chưa? Còn ai cũng phải còn cần mèo. Đôi tiếng nữa. Ba mấy đến. Ôi tiếng bố đấm một phát. Tao còn hơn tiếng nữa. Chế mà bảo đôi tiếng. Hơn tiếng thì chả gọi là đôi, chả lẽ gọi là một tiếng mày. Một tiếng là một tiếng, 2 phút. 2 tiếng, 10 phút, 9 phút. Gọi tên em trong đêm những tháng ngày đã qua. Mình rất thèm ra mày. Mình bỏ chút kiểu gì. Bán buôn bán lẻ chất lượng. Chất lượng là gì? Âm nha. Giá rẻ à? Sao cái em bị... về rồi, về lâu rồi, về lúc 12 giờ mà. Có khu vực thôn nhỉ, thôn nữ. Dọn rồi, dọn xong thôn rồi. Vâng. Địa chỉ Ninh Nội, Bạch Thợ, Vĩ Tiên, Hà Nam. Điện thoại 0888 482 888. Con này là 7 số 8 đấy. À 0978604201. Bây giờ quá đẹp. Toàn chẵn luôn. Ở cấp ấy. Số này phải mấy chục. Tất cả ấy yêu các cái là bảo là mình đầu 20 triệu hay 30 triệu. Đâu? 30 triệu. Cuống tải. Nhưng mà mua lâu rồi gì? À. Bây giờ đắt nữa. Bây giờ bán được cũng mười mấy triệu. Ơ. What? Thế sao? Ông tải đang cho bán mười mấy triệu. Dạ. Nhưng mà nhìn có vẻ đẹp thế nhờ mà sao lại xe số ông tải là 0888477888. Đây số này toàn chẵn này. Cái này là Việt Nam. Việt Nam hay là đấy chứ không phải xin Việt Nam đâu. À, cái này xin Việt đầu 8 làm gì có Viettel à Viettel. Ừ. Xin Viettel cái sim này à. 38 dip 38 kiểu gì nó phải ngon ngắt khoảng tầm 50. Không được luôn, không trăm trăm không được. Cái gì? Không trăm. Cái từ quý thì cũng chỉ 100. Cái sim cái sim của thằng cái gì đó. Chiến giống luôn đi. Ừ. Sim từ quý 6789 thì. Đầu 1. Đầu bao nhiêu? Đầu 3. Nó có mấy số rồi. Nó hai từ 1 từ 8 1 từ 9 mà quay hái rau ở đâu? Nhiều lắm. Này, ai được 100? Yeah. Các anh biết thằng Ngọc ở dưới kia không? Đầu 09 nhá, đít 6789 mà không có số 4 nhá. Có 90 triệu. Tùy tình. Nó như nào? Xin như thế nào? 09 bao nhiêu?
Mình xin kết thúc video đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Làm gì đó.